Xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi tiệc tất niên của công ty Phương Đông ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vậy là một năm với bao biến động thăng trầm đã qua, chúng ta lại có mặt tại đây để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, để cùng ôn lại một chặng đường, để cùng tri ân ban lãnh đạo công ty cũng như những cá nhân xuất sắc đã đóng góp cho sự phát triển của công ty. Và hiện diện trong buổi tiệc hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc công ty. Ông Phạm Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc công ty. Bà Nguyễn Thị Loan, Kế Toán trưởng. Cùng toàn thể các thành viên của đại gia đình công ty Phương Đông. Vâng, ngay sau đây xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc công ty sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin kính mời ông. Kính thưa quý vị, những ngày cuối năm đang dần trôi qua, bữa tiệc tất niên hôm nay là nút giao giữa năm cũ và năm mới. Chỉ còn một chút nữa thôi, chúng ta phải tạm xa nhau, tạm gác lại công việc để trở về bên gia đình. Trước thời khắc chia tay, cho phép Phương Trung cùng ban tổ chức chương trình được gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Chúc cho công ty ngày một phát triển và xin chúc mừng năm mới tới đại gia đình công ty Phương Đông.